Có phải khi các bạn bắt đầu các bạn mua hàng và nếu như các bạn có cái voucher giảm giá thì chúng ta sẽ rất là hào hứng bởi vì chúng ta sẽ được giảm tiền khi mà chúng ta mua hàng phải không nào? Và có thể rằng là khách hàng của chúng ta sẽ giống như vậy. Và hôm nay thì trong clip này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để các bạn có thể tạo ra những cái phiếu ưu đãi để các bạn áp dụng cho trang web của mình. Và khi khách hàng họ có những cái phiếu ưu đãi thì các khách hàng họ sẽ dễ dàng họ mua hàng trên website của bạn. Chúng ta sẽ bớt lợi nhuận đi một ít nhưng mà chúng ta sẽ giúp cho khách hàng có thể mua và từ đó thì có thể họ sẽ trở thành khách hàng trung thành của chúng ta và họ sẽ mua đi mua lại chúng ta nhiều lần. Ok, bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để các bạn có thể tạo cái phiếu ưu đãi trên cái website WordPress của các bạn nha. Đầu tiên thì các bạn sẽ truy cập vào cái trang quản trị nè. Sau đó các bạn tìm đến cái mục gọi là mục WooCommerce nha. Và các bạn sẽ chọn là phiếu ưu đãi. Thì cái giao diện phiếu ưu đãi nó sẽ giống như thế này. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng cùng bấm thêm ưu đãi nha. Rồi, mình sẽ thêm một cái ưu đãi. Đây là cái mã ưu đãi, cái ô đầu tiên thì chúng ta sẽ nhập cái mã ưu đãi vào. Ví dụ mình sẽ nhập là map 30% ha. Thì cái mã ưu đãi này chính là một cái mã bí mật. Các bạn có thể để in ở trên cái voucher hoặc là các bạn có thể là kèm theo một những cái sản phẩm nào đó và khi mà mua thì sẽ được tặng ưu đãi cho cái đơn hàng thì các bạn sẽ in ra và các bạn để ở trong đó. Rồi, cái mô tả này thì các bạn có thể điền vào để chúng ta có thể phân biệt khi mà chúng ta có nhiều cái phiếu ưu đãi nha. Rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm một số cái trường ở dưới đây. Ở đây thì chúng ta sẽ có cái loại ưu đãi nè. Thì cái loại ưu đãi này thì các bạn có thể giảm giá theo phần trăm hoặc là giảm giá trừ cụ thể là bao nhiêu tiền đó cho cái giỏ hàng hoặc là từ cái sản phẩm cố định. Thì ở đây mình giảm 30% thì mình sẽ chọn là phần trăm và mình sẽ nhập vô là 30. 30 nha các bạn, mình sẽ nhập vô là 30. Các bạn để ý thì cạnh bên nó có cái dấu chấm hỏi nè, các bạn không có hiểu cái gì á thì các bạn đưa chuột vào đây thì nó sẽ giải thích thêm nha các bạn. Rồi. Nếu như các bạn áp dụng cái mã là free ship thì các bạn tích vào cái ô này. Cái ô ngày hết hạn ưu đãi thì chúng ta sẽ điền vào ngày hết hạn ưu đãi thì đến cái ngày đó, qua cái ngày đó thì cái mã này không còn dùng được nữa. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm một số cái phần thành phần nữa nha. Cái chỗ là hạn chế sử dụng nè. Rồi, chúng ta áp dụng là ưu đãi tối thiểu cho cái đơn hàng và giá trị là bao nhiêu thì chúng ta nhập vào. Hoặc là tối đa có thể áp dụng là bao nhiêu thì chúng ta nhập vào. Rồi, ở đây thì chúng ta có thể là áp dụng cái mã ưu đãi này cho cái sản phẩm cụ thể nào đó. Ở đây thì mình áp dụng cho cái dịch vụ là map thì mình sẽ nhập vào là map ha. Rồi. Có nghĩa là cái phiếu ưu đãi này chỉ áp dụng cho chính chỉ cái sản phẩm là Google Map thôi. Ngoài ra thì chúng ta sẽ không áp dụng hoặc là các bạn có thể áp dụng dùng hết luôn và chúng ta chỉ loại trừ một số sản phẩm nào ra thì các bạn chọn ở dưới đây. Hoặc là áp dụng cho cái danh mục sản phẩm nào thì chúng ta sẽ chọn vào đây thì tất cả cái sản phẩm mà thuộc cái danh mục đó thì sẽ được áp dụng hết hoặc là chúng ta có thể loại trừ. Rồi. Các bạn có thể đưa chuột vào đây và cái dấu chấm hỏi để chúng ta có thể tìm hiểu thêm. Rồi, chúng ta sẽ chọn là các giới hạn về sử dụng. Thì giới hạn sử dụng cho mỗi mã giảm giá thì các bạn có thể điền vào hoặc là mình chỉ áp dụng cho số lượng sản phẩm cụ thể là bao nhiêu thôi. Ví dụ mình áp dụng cho 100 đơn hàng thôi thì mình sẽ áp dụng cho mình sẽ ghi 100 vào, áp dụng cho đến 100 sản phẩm thì là kết thúc thì mình nhập vào. Giới hạn cho mỗi người dùng thì có thể đặt hàng là bao bao nhiêu đơn hàng mà thì tối đa là được sử dụng bao nhiêu cái mã giảm giá thì chúng ta có thể điền vào đây. Khi mà các bạn điền xong rồi thì các bạn bấm nút đăng thì chúng ta sẽ có thể là tạo ra cái mã giảm giá này rồi. Bây giờ á thì khi mà các bạn tạo xong rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình đặt hàng thử nha.
mình đặt hàng thử. Rồi, ở đây mình sẽ có ba cái sản phẩm và mình sẽ tiến hành là mình đặt hàng thử cái sản phẩm là Google Maps này. À, mình sẽ chọn là thanh toán nha các bạn, mình sẽ chọn là thanh toán. Rồi, các bạn thấy giá hiện tại là 1,5 triệu này, giá hiện tại là 1,5 triệu. Các bạn thấy cái ô này nè, bạn có mã ưu đãi, bấm vào đây để nhập mã, thì mình sẽ nhập là map 30%. Sau đó mình bấm là áp dụng. Hệ thống báo là áp dụng mã thành công rồi. Thì bây giờ mình sẽ coi lại nha. À, giá ban đầu là 1,5 triệu, giảm 30% là 450, thì còn lại là 1,050,000. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành là mình đặt hàng thử nha. Mình chọn cái phương thức là thanh toán chuyển khoản ngân hàng. Rồi bấm tôi đồng ý và mình bấm đặt hàng. Thì khi mà khách hàng họ đặt hàng xong thì họ có thể chuyển khoản theo cái thông số này. Thì chúng ta nhận được tiền và kích hoạt cho họ nha. Đó, thì các bạn thấy là cái việc là khi mà chúng ta tạo ra cái phiếu ưu đãi và chúng ta đã áp dụng thành công rồi. Thì hy vọng rằng là với cái chiến lược này thì các bạn sẽ có thể tăng cái tỷ lệ mua hàng từ trên trang web của mình. Và nếu các bạn cảm thấy video này có giá trị, có ý nghĩa với bạn, hữu ích với bạn, thì bạn hãy cho mình xin một nút like, bấm vào hình quả chuông và không quên đăng ký kênh để mỗi lần mà mình ra video thì các bạn chính là những người sớm nhất nhận được những video từ mình. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video